Khoảng 4 tỷ năm trước, trái đất hình thành và từ đây bắt đầu câu chuyện về các sinh vật trên trái đất. Nhưng hôm nay Góc Khám Phá chỉ nói về Homo, loài người. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng loài người của chúng ta, Homo sapiens, tiếng Latin có nghĩa là những nhà thông thái, là loài người thứ 9 và trẻ nhất, nhưng chúng ta là những người về đích cuối cùng. Vậy các bạn có thắc mắc 8 loài người kia như thế nào không? Bây giờ hãy cùng Góc Khám Phá tìm hiểu về các anh chị em khác đã từng tồn tại song song với chúng ta nhé! Khoảng 6 triệu năm trước, một nhánh của loài vượn đã tiến hóa để trở thành loài đầu tiên của chi Homo. Những con người đầu tiên này đã loại bỏ những cánh tay dài của loài vượn để có đôi chân khỏe hơn. Chúng có thể đứng thẳng, đi lại và xâm chiếm các hệ sinh thái mới cách xa khu rừng. Bộ não của con người sơ khai phát triển cho đến khi chúng ta sử dụng các công cụ phức tạp để săn bắt động vật lớn, đốt lửa và xây dựng nơi trú ẩn. Cách đây vài trăm ngàn năm về trước, Homo sapiens chúng ta đã từng có những anh chị em khác cha khác mẹ cùng tồn tại. Chúng ta không phải là loài người duy nhất. Con người bắt đầu tiến hóa ở Đông Phi khoảng 2,5 triệu năm trước từ một chi trước của loài vượn gọi là vượn cổ phương Nam. Khoảng 2 triệu năm trước, một số nam giới và nữ giới cổ đại đã rời bỏ quê hương để bắt đầu cuộc hành trình di cư đến các khu vực Bắc Phi, châu Âu và châu Á rộng lớn. Do môi trường sống trong các khu rừng tuyết phủ của Bắc Âu yêu cầu những đặc tính di truyền khác biệt so với các khu rừng nhiệt đới nóng bức của Indonesia, nên quần thể người đã tiến hóa theo những hướng khác nhau. Kết quả là tạo ra một số loài khác biệt và mỗi loài trong đó được các nhà khoa học đặt cho một cái tên Latin riêng. Homo habilis được cho là đã tiến hóa gần 2,4 triệu năm trước. Họ được coi là thành viên đầu tiên của chi Homo tiến hóa từ loài vượn. Homo habilis nhỏ bé, nặng khoảng 32kg và cao khoảng 1m1 đến 1m4. Họ đã tạo ra những công cụ phức tạp, bao gồm cả đá, dùng để mổ thịt động vật. Và họ đã từng sống với tư cách là thành viên duy nhất trong chi Homo của chúng ta trong gần 1 triệu năm. Trong khi con người đã phát triển ở châu Âu và châu Á, thì quá trình tiến hóa ở Đông Phi cũng diễn ra không ngừng. Cái nôi của nhân loại tiếp tục nuôi dưỡng nhiều loài mới như Homo rudolfensis. Khoảng 1,8 đến 1,3 triệu năm trước, xuất hiện Homo ergaster, người lao động, còn được gọi là Homo erectus châu Phi. Họ từng sinh sống ở miền Đông và miền Nam châu Phi. Họ đã sử dụng các công cụ bằng đá đa dạng hơn và phức tạp hơn so với loài tiền nhân của họ là Homo habilis. Những khu vực xa hơn về phía đông của châu Á là nơi tập trung đông đảo của nhóm Homo erectus, người có dáng đứng thẳng. Họ có các tỷ lệ khác của con người hiện đại, khác biệt với tỷ lệ của loài vượn, cánh tay ngắn hơn so với thân và chân dài thích nghi với việc đi và chạy thay vì trèo cây. Họ cũng là loài người đầu tiên có hộp não lớn hơn đáng kể so với loài vượn, răng cũng nhỏ hơn. Sự thích nghi sau này có lẽ đã giúp Homo erectus ăn thịt và dễ tiêu hóa protein. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu dinh dưỡng gia tăng đi kèm với cơ thể cao hơn và bộ não lớn hơn. Các nhà khoa học đã tìm thấy lửa trại và lò sưởi gần nơi ở của họ, cho thấy họ là những người đầu tiên bắt tay vào nấu nướng, một hoạt động độc nhất vô nhị của con người, giúp chúng ta tiếp cận với thực phẩm dễ tiêu hóa và cho phép não, cơ thể chúng ta phát triển. Họ đã tồn tại gần 2 triệu năm, là loài người tồn tại lâu nhất từ trước tới nay. Kỷ lục này khó có thể bị phá vỡ, ngay cả với chính loài người chúng ta. Người ta hoài nghi liệu chúng ta có tồn tại trong 1.000 năm nữa kể từ bây giờ hay không, cho nên 2 triệu năm thực sự là quá sức đối với chúng ta. Khoảng 700.000 năm trước, Homo heidelbergensis đã xuất hiện ở châu Âu và Đông Phi. Các nhà khoa học nghĩ rằng họ là những người đầu tiên sống ở những nơi lạnh giá. Phần còn lại của động vật như ngựa, voi, hà mã và tê giác được tìm thấy cùng với loài này. Sự gần gũi đó cho thấy nhóm người này là những người đầu tiên săn những con vật lớn hơn bằng giáo. Để giữ ấm, những người này cũng học cách kiểm soát lửa và họ xây dựng những nơi trú ẩn đơn giản bằng gỗ và đá. Hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng nhánh này ở châu Phi đã tạo ra loài người chúng ta, Homo sapiens. Homo laurasiensis, người Hobbit chỉ được biết đến từ những tàn tích được tìm thấy vào năm 2003 trên đảo Lores, Indonesia. Chiều cao tối đa của họ chỉ được khoảng 1m và nặng không quá 25kg. Tuy nhiên, họ có thể chế tác các công cụ bằng đá và thậm chí đôi khi vẫn có thể săn bắt được một vài con voi trên đảo, dù rằng đây cũng là một dạng voi lùn. Con người ở châu Âu và Tây Á đã tiến hóa thành Homo neanderthalensis, người đến từ thung lũng Neander, thường được gọi đơn giản là người Neanderthal. Họ có dáng người đô con và lực lượng hơn sapiens chúng ta. Họ đã sống trong hoàn cảnh khó khăn. Để đối phó với khí hậu lạnh của thời kỳ băng hà vùng Tây Á, họ đốt lửa và sống trong những nơi trú ẩn tinh vi. Họ cũng làm quần áo, sử dụng các công cụ phức tạp như kim khâu làm từ xương. Các nhà khoa học đã tìm thấy hàng chục bộ xương người Neanderthal có khớp nối đầy đủ ở nhiều địa điểm. Người Neanderthal đã chôn cất người chết và đánh dấu phần mộ của họ. Điều này chỉ ra rằng họ đã tiến hành loại hành động mang tính biểu tượng liên quan đến quá trình nhận thức dẫn đến ngôn ngữ. Các nhà khoa học đã trích xuất một số DNA từ các mẫu vật của người Neanderthal và chứng minh rằng Homo sapiens và Homo neanderthal đã giao phối với nhau.
Trên thực tế, tất cả bộ gen của chúng ta đều bao gồm 1-8% DNA của người Neanderthal. Người Neanderthal không đơn độc để lại dấu ấn của họ trên bản thiết kế di truyền của chúng ta. Một số người trong chúng ta có thể chia sẻ DNA từ những người cổ xưa được phát hiện trong hang động Denisovan ở vùng núi Altai của Siberia. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng người Denisovan chịu chung số phận với người Neanderthal. Họ bị tổ tiên của chúng ta vượt mặt nhưng chỉ sau khi ngủ chung giường cổ. Homo naledi, người mới bí ẩn, là loài vượn nhỏ sống ở Nam Phi. Chúng ta chỉ mới phát hiện ra họ vào cuối năm 2015 nên không có nhiều thông tin về họ. Những mẫu vật đã khai quật được cho chúng ta thấy rằng Homo naledi rất nhỏ, khoảng 1m2, và các nhà nghiên cứu đã không tìm thấy công cụ hoặc động vật nào khác cùng với Homo naledi, vì vậy lối sống của họ vẫn là một bí ẩn. Năm 2010, một người anh em ruột thịt khác đã biến mất của loài người được cứu thoát khỏi sự quên lãng. Khi các nhà khoa học khai quật hang Denisova ở Siberia phát hiện ra một phần xương ngón tay hóa thạch, phân tích gen đã cho thấy các ngón tay này thuộc về một loài người chưa từng được biết đến trước đây, được đặt tên là Homo Denisova. Số di cốt của người Denisova còn rất hiếm nên ta chưa thể xác định vị trí chính xác của họ trên cây tiến hóa loài người. Họ là loài người sống hoang dã và sống phụ thuộc nhiều nhất vào săn bắt. Có nghiên cứu cho thấy, trong khoảng thời gian đói kém, họ săn cả những con linh trưởng và ăn thịt lẫn nhau để tồn tại. Những thành viên của một số loài kể trên có vóc dáng rất to lớn, còn số khác lại rất nhỏ. Một số là những thợ săn đáng sợ, số khác lại trở thành chuyên gia hái lượm. Một số nhóm chỉ sống trên một hòn đảo duy nhất, trong khi nhiều nhóm lại chinh phục toàn bộ các châu lục. Nhưng tất cả bọn họ đều thuộc về chi Homo, tất cả họ đều là con người. Một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng các loài này đã được sắp xếp theo trực hệ, với việc Erector đã tiến hóa thành Erectus, Erectus lại tiến hóa thành Neanderthal và Neanderthal lại tiến hóa thành chúng ta. Mô hình tiến tính này tạo ra ấn tượng nhầm lẫn rằng tại bất kỳ thời điểm nào cũng chỉ có một loài người trên trái đất và rằng tất cả các loài trước đó là những phiên bản loài thời của chúng ta. Sự thật là từ khoảng 2 triệu cho đến khoảng 10.000 năm trở lại đây, tại cùng một thời điểm, thế giới là ngôi nhà chung của một số loài người. Tại sao không? Trái đất từng in dấu chân của ít nhất 6 loài người. Nếu bạn giống chúng tôi thì những tin tức này sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới rất thú vị và kỳ bí. Kiến thức sẽ là vô tận như chúng ta tìm hiểu mỗi ngày. Hãy theo dõi Góc Khám Phá để cùng khám phá những kiến thức thú vị nhé. Ngoài ra, bằng cách đăng ký, bạn đang hỗ trợ rất nhiều cho kênh của chúng tôi. Cảm ơn vì đã theo dõi.